Vâng, tôi vừa tùy hứng một đoạn giọng ray thứ để các bạn hình dung ra âm thanh của cây đàn U1F này. Tiếng cây đàn này rất hay. Vâng, tôi thấy một cái sự không những trong sáng vang mà nó còn ấm nữa. Vâng, này nó vẫn vang, vẫn sáng nhưng lại vẫn ấm. Với màu sắc âm thanh thì rất là đều. Tôi nghĩ rằng sẽ nhiều bạn thích âm thanh của cây đàn này. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Các phím đàn hoạt động đều rất tốt. Tôi tin rằng đây sẽ là một lựa chọn đúng cho ai đó bắt đầu cho con em mình học đàn piano. Cảm ơn.